Christine Sa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương đến với chương trình rất là đặc biệt của chúng tôi với tựa đề The Making of Asia. Và như Christine Sa cũng đã thưa với quý vị, đây chính là phần cuối cùng của The Making of Asia. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước, Hà Thanh Xuân đã bắt đầu chia sẻ về lúc lỡ bị té trên sân khấu. Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi trở lại với câu chuyện của cô Hà Thanh Xuân. Khi mà Xuân quay vào trong cái phần mà gần với ban nhạc á, Xuân ngồi xuống thì khi Xuân đứng lên á, thì bước ra thì nó lại hụt cái chân xuống và té. Thì lúc đó đau lắm. Nhưng mà bởi vì biết là quý vị khán giả đang coi và đang xem mình biểu diễn, cũng như là mấy camera đang 6 cái máy là đang tập trung để quay hình ảnh của mình, thì Hà Thanh Xuân mới đau cỡ nào cũng không biết, tức là quên đi những cái đau trong cái lúc đó nữa, thì đứng nhanh dậy và theo một cái phản xạ rất là tự nhiên và cầm micro lên và đứng hát và biểu diễn tiếp tục cho tới khi mà hết ca khúc luôn. Cái ca khúc của Xuân và cái ca khúc của người bạn hát sau Xuân là Huỳnh Phi Tiễn thì nó liên tục với nhau. Thì khi mà Xuân trình bày xong ca khúc của mình thì Xuân phải đi vô trong một chút xíu, thì đợi cho Phi Tiễn hát cái ca khúc của Phi Tiễn xong thì hai anh em mới ra để mà chào quý vị khán giả. Thì quý vị biết không, khi mà Xuân bước từ sân khấu mà để đi vô trong cái cánh gà đó để mà đứng đợi á, thì cái lúc đó bắt đầu cái cơn đau nó dữ dội hơn nhiều lắm. Tức là đau mà tưởng tượng là cái chân của mình nó có cảm giác giống như là nó không thể bước được nữa. Mà Xuân mang giày nó cũng hơi cao, thành ra là khi mà mình đi á, mình phải gượng cố gắng để mà được vô trong sân khấu, rồi lúc đó muốn té hay là muốn đau gì đó thì sẽ đau sau. Nhưng mà khi mà đi vô trong rồi thì ngồi bệt xuống liền và đau quá chịu không nổi. Thì mấy anh chị em giống như là ca sĩ ngồi ở trong thì cũng chạy ra đỡ Xuân vô, rồi hép cho Xuân, rồi lấy nước đá, rồi giúp cho Xuân để mà Xuân giảm được cái cơn đau ngay lúc đó, để mà Xuân tiếp tục đi ra sân khấu lại lần nữa. Khi mà anh Phi Tiễn hát xong thì lúc đó thưa quý vị là thật sự không đi nổi nữa. Tại vì nó đập cái ống quyển của mình á, nó đập xuống dưới ngay cái thành, và cái đầu gối thì nó đỏ và nó tấy lên, nó sưng lên. Thì khi mà đứng lên thì mình đụng cái đau thì nó rất là đau. Nhưng mà một cái sự gọi là tình cảm mà từ phía tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở phía trong đỡ Xuân rồi chăm sóc cho Xuân lúc đó, thì mình phải nói là không có gì mà hạnh phúc bằng cái giây phút đó hết. Và Xuân phải cố gắng, tức là mình nuốt đi cái đau đó, mình đứng lên và bước ra một cách mạnh dạn để như là không có chuyện gì xảy ra cả, để mà hoàn tất cái công việc của mình ngay lúc đó. Thật ra thì cái niềm mà vui và cái mà gọi là hạnh phúc nhất của Xuân là khi mà Xuân té xuống và Xuân đứng lên, tức là dùng hết sức đứng lên á, thì một tràng vỗ tay rất là lớn từ phía quý vị khán giả đã dành cho Xuân, và đó là một cái món quà cũng như là động viên tinh thần của Xuân rất là nhiều. Và Xuân đứng dậy mà coi như là quên đi cả cái đau ngay lúc đó. Tại vì còn có một đoạn bài hát nữa thôi thì kết thúc ca khúc rồi. Thì khán giả rất là ủng hộ, như là nhiệt tình vô cùng luôn. Rất là đứng lên và hát vỗ tay lớn hơn bình thường nữa. Thì cảm thấy rất là vui và giống như mình nghĩ là nếu mà không có những tràng vỗ tay đó thì chắc là đau nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nghe tiếng vỗ tay lớn thì thấy hết đau luôn. Từ khi mà bước chân vô trung tâm Asia thì cái tình cảm mà tất cả các anh chị em giống như trong trung tâm dành cho nhau, thì khi mà mình có một cái vấn đề gì đó thì mọi người thương yêu lẫn nhau, giống như là một cái nó làm cho mình cảm thấy xúc động vô cùng. Thì từ cái tình cảm đó mà Xuân nghĩ cái cơn đau của Xuân nó không còn thấy đau nữa, mà lúc đó Xuân cười thật là lớn và còn giỡn nữa chứ. Nhưng mà chỉ ngồi thôi chứ không đứng được. Chị Thi Vân nói là Xuân có ok không? Thì mình nói dạ em ok chị, hết đau rồi. Trong một phòng kế bên, giọng ca vàng của năm 2011, cô ca sĩ Hoàng Anh Thư đã phải quyết định
mình có nên đi vào bệnh viện hay không. À, bác sĩ nói là Thư cần phải vô bệnh viện gấp để truyền nước biển, lại theo dõi này nọ đó. Tuy là lúc đó của mình rất là mệt, mình không chỉ lo cho bản thân của mình đâu, không chỉ vì bản thân của mình mà mình còn phải nghĩ đến cho cái chương trình show nữa, nghĩ đến cho các anh chị, các ca sĩ có hôm diễn, với là cho chương trình của trung tâm ECA nữa, chứ không phải riêng về bản thân mình, thì mình phải cố gắng hết mình. Thì đặc biệt thì có cô Lệ Thu ở bên cạnh nữa. Trước đó thì cô Lệ Thu cũng quan tâm, nói chết là con có hát nổi không thì con cố gắng nha. Cái sự động viên của cô Lệ Thu nữa, được có anh chị như chị Tâm Đoan nè, và lo cơm cho Thư, lo miếng cơm cho Thư để Thư nhai đỡ đi trước khi ra sân khấu. Anh Vy Tiễn chạy đồn chạy đảo để rót nước mật ong cho Thư uống, cái Thư yếu sức quá đó mà. Thế trong trung tâm ECA như là một gia đình rất là ấm áp, và Thư tất cả mọi người xem Thư như người em. Thư rất là vui khi được hoạt động trong trung tâm ECA, thì cảm thấy mình rất là ấm áp. Nên Thư quyết định Thư không có đi bác sĩ. Mặc dù là chị Duy Quyên chị nói Thư đi bác sĩ đi, nhưng mà show sắp tới rồi thôi Thư, Thư quá Thư vượt qua, ráng Thư gượng để lên sân khấu. I would go see your doctor and would tell her to go see your doctor. Mình quyết định là không có đi, mà đi ký cái giấy là theo lời bác sĩ nói là như bác sĩ đã khuyên mình đi bệnh viện, nhưng mà mình lại không có đi. I hope your thing goes good. Dạ. Tất nhiên là rất là đam mê, với lại đặc biệt đây là cái cuốn đầu tiên mà Hoàng Lâm Thư quay, mà mình cũng rất là hồi hộp, mình lo, mình cũng vui nữa. Và cuốn đầu tiên thì Hoàng Lâm Thư là có muốn chương trình nó bị sao đâu, nhưng mình cũng muốn mình diễn cho tốt cái bước đầu tiên mà mình bước vô, thì mình muốn hoàn thành tốt. Trước khi mà ra sân khấu thì nhìn khán giả thì nhưng mình cảm thấy mình quên đi cái đau trong người đó. Mình cố gắng mình ra mình diễn thật là tốt. Christine Sa phải nói, lúc được nghe Hoàng Anh Thư bước lên sân khấu, hình như ai ai trong hậu trường cũng cảm thấy mừng cho cô ấy. Qua những tháng của cuộc thi giọng ca vàng và với những khó khăn trước khi được quay hình, cuối cùng Hoàng Anh Thư đã đạt được ước mơ của cô. Xin quý vị hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những hình ảnh trên con đường của cô ca sĩ Hoàng Anh Thư. Thời gian, mùi thạch áo. Được hát với Phạm Tuấn Ngọc và Hồng Diễm là một cái kinh nghiệm rất là vui và đáng nhớ cho Christine, tại vì cũng như ba người mình cũng mới hết và mình được cùng nhau học hỏi cái cách để mà trình diễn, cái cách để mà diễn chung với nhau, hát chung với nhau, và lúc mà tập dượt thì rất là giúp đỡ cho nhau, cho nên Christine cảm thấy những cái relationship đó chắc là Christine sẽ nhớ mãi. Bây giờ là một cảm giác rất là kỳ lạ, quý vị. Tâm Đoan đang coi em gái của Tâm Đoan trên TV. Christine lên Asia thì 2 lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên trên sân khấu lớn. Đoan nói thiệt, cái người đứng coi hồi hộp hơn là người mà đang quay nữa.
I wish she does well. We Make Up and Hair thường là phải coi những cái lúc mà ca sĩ lên diễn để coi mình cần nên sửa lại cái gì hoặc là những khuyết điểm nào mà trên sân khấu mình làm gì lúc lát xuống với những cái video sau hoặc là những cái show sau mình có thể chỉnh lại được cho họ thể hiện biết thuốc mình đó sao. Phần cuối cùng của chương trình The Making of Asia sẽ trở lại trong giây lát và chúng tôi sẽ hân hạnh trình chiếu một vài lời từ quý khán thính giả thân thương. Xin quý vị hãy giữ làn sóng.